Sách Thi Thiên chương 64. Tác giả cầu xin Chúa cứu mình khỏi kẻ thù. Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng than thở của con, xin giữ mạng sống con khỏi sự đe dọa của kẻ thù. Xin Chúa giấu con khỏi âm mưu của kẻ dữ, khỏi lưỡi người độc ác. Chúng mài lưỡi mình như thanh gươm, phun lời cay đắng như những mũi tên. Chúng phục kích để bắn người trọn vẹn, thinh linh chúng bắn tên không chút sợ hãi. Chúng quyết tâm làm điều ác, âm thầm bàn tính nhau để giải bẫy hại người. Chúng nói rằng, ai sẽ thấy được? Chúng mưu toan những việc ác và nói, chúng ta đã hoàn thành một kế hoạch tuyệt hảo. Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm độc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng, thình lình chúng bị thương tích. Như vậy chúng sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nghịch lại chúng. Mọi người thấy chúng đều sẽ lắc đầu, cả loài người đều sẽ sợ hãi. Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu rõ điều Ngài đã làm. Người công chính sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ tự hào. Sách Mác chương 14. Âm mưu của các thầy tế lễ. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Giê-xu. Họ nói, không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng. Đức Chúa Giê-xu được xuất dầu tại Bethany. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà của Simon là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn, thì có một người phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm trên đầu Ngài. Có vài người tức giận nói với nhau rằng, sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì dầu này có thể bán được hơn 300 đơ-ni-ê để cho người nghèo. Họ nặng lời với bà, nhưng Đức Chúa Giê-xu phán, hãy để mặc người, tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Người đã làm điều mình có thể làm, đã xuất sắc ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật, ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào tin lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người. Giuđa phản Chúa. Giuđa Iscariot, một trong 12 sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Giê-xu cho họ. Nghe vậy, họ mừng lắm và hứa cho nó tiền bạc. Giuđa tìm cơ hội để phản nộp Ngài. Chúa kỷ niệm lễ vượt qua và thiết lập lễ tiệc thánh. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, là ngày người ta giết chiên con lễ vượt qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Giê-xu, Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn, hãy vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con, hãy đi theo người ấy. Người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng, Thầy hỏi, phòng khách để ta và các môn đồ ta ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó. Hai môn đồ đi và vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói. Rồi họ chuẩn bị lễ vượt qua. Buổi tối, Ngài đến với 12 sứ đồ đang dùng bữa. Đức Chúa Giê-xu phán, thật, ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với ta đây sẽ phản ta. Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi Ngài, có phải con không? Ngài đáp, ấy là một trong 12 người, là người đang chấm bánh chung đĩa với ta. Vì con người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra còn hơn. Đang khi ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán, hãy nhận lấy,
đây là thân thể ta. Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. Ngài phán, đây là huyết ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người. Thật, ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời. Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ. Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ, tất cả các con đều sẽ vấp ngã, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Galilê trước các con. Phi-e-rơ thưa, dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không. Đức Chúa Giê-xu đáp, thật, ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ càng quả quyết hơn, dù có phải chết với thầy, con cũng sẽ chẳng chối thầy đâu. Tất cả môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đi đến một nơi gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ, hãy ngồi đây trong khi ta cầu nguyện. Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng. Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. Ngài nói với họ, linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Con hãy ở đây và tỉnh thức. Đi thêm một quãng nữa, Ngài sắp mình xuống đất và cầu nguyện, để nếu có thể được thì xin giờ này qua khỏi Ngài. Ngài thưa, A-ba lạy cha, mọi việc cha đều làm được, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Rồi Ngài trở lại, thấy ba người đang ngủ. Ngài nói với Phi-e-rơ, Simon, con ngủ ư? Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi xa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt là yếu đuối. Ngài lại đi và cầu nguyện như lời cầu nguyện trước. Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá và họ không biết phải thưa với Ngài như thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba và nói với các môn đồ, các con vẫn cứ ngủ và nghỉ ngơi được sao? Đủ rồi, giờ đã đến. Này, con người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ có tội. Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Đức Chúa Giê-xu bị bắt. Ngay khi Đức Chúa Giê-xu còn đang nói, thì Giu-đa, một trong 12 sứ đồ đến, cùng đi với nó một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão sai đến. Bấy giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu, hễ tôi hôn ai, chính là người ấy, hãy bắt và giải đi cho cẩn thận. Vừa đến, Giu-đa lập tức tiến lại gần Ngài và nói, thưa Thầy, rồi hôn Ngài. Chúng liền ra tay bắt Ngài, một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tay của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Giê-xu nói với họ, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta. Dù vậy, hãy để cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn. Đức Chúa Giê-xu trước hội đồng công luận. Họ giải Đức Chúa Giê-xu đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa và đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa. Các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài, nhưng không tìm được gì cả, vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng, chúng tôi có nghe người này nói,
ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng này. Trong 3 ngày, ta sẽ xây một đền thờ khác, không phải bởi tay loài người. Nhưng ngay ở điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp nhau. Thầy tế lễ thường phẩm đứng lên, giữa hội đồng và hỏi Đức Chúa Giêsu: "Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người này tố cáo ngươi sao?" Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thường phẩm lại hỏi: "Ngươi có phải là Đấng Christ, con của Đấng đáng chúc tụng không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Chính ta." "Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng quyền năng và hiện đến giữa mây trời." Thầy tế lễ thường phẩm xé áo mình và nói: "Chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa. Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó. Các ông quyết định thế nào?" Chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Ngài lại rồi đấm Ngài và nói: "Hãy nói tiên tri đi." Các lính canh cùng túm lấy và tát Ngài. Phi-e-rơ chối Chúa. Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần. Thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói: "Ông cũng đã ở với Giê-xu, người Nazareth." Nhưng Phi-e-rơ chối: "Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì." Rồi ông bỏ đi ra sân trước thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: "Ông này cũng thuộc nhóm đó." Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: "Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Galilee." Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: "Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó." Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai, Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình: "Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta 3 lần. Ông bật khóc nức nở. Sách Ô-xê, chương 8. Israel tan tác trong các nước. Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi. Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng đã chống lại giao ước ta, vi phạm luật pháp ta. Chúng kêu đến ta: "Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Israel, chúng con nhận biết Ngài." Israel đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. Chúng đã lập vua mà không bởi ta, chọn thủ lĩnh mà ta không biết. Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng, để chúng bị hủy diệt. Hỡi Samari, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi, cơn giận của ta đã thiêu đốt chúng, cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? Vì bò con đó do Israel làm ra, một người thợ đã tạo ra nó. Nó không phải là Đức Chúa Trời, bò con của Samari sẽ bị bể thành từng mảnh. Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa đứng không kết hạt, không sinh ra bột được. Nó có sinh ra bột thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết. Israel đã bị nuốt. Bây giờ chúng ở giữa các dân như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích. Vì chúng đã lên với Assyri như con lừa hoang lang thang một mình, Ephraim đã mua chuộc những kẻ yêu nó. Dù chúng nó có mua chuộc để liên minh với các nước, thì bây giờ ta cũng tập hợp chúng lại, để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quại dưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh. Khi Ephraim càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội, thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ ta, nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ. Dù chúng dâng sinh tế cho ta và ăn thịt sinh tế, nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi chúng. Chúng phải trở về Ai Cập. Israel đã quên Đấng tạo hóa mình, lo xây dựng đền đài. Giu-đa gia tăng các thành kiên cố, nhưng ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó. Chương 9. Hình phạt cho dân Israel. Hỡi Israel, chớ vui mừng, đừng hân hoan như các dân tộc khác, vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm trên mọi sân đập lúa.
Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng. Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng. Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va. Nhưng Ê-phra-im phải trở về Ai Cập và sẽ ăn thức ăn ô uế trong A-si-ri. Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán nhân lên Đức Giê-hô-va nữa. Các xưng tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài. Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang. Những ai ăn đến đều bị ô uế, vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói, không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá, Ai Cập sẽ tập trung chúng lại và Memphis sẽ an táng chúng. Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng. Gai góc sẽ lấn vào lều trại chúng. Những ngày trừng phạt đã đến, những ngày báo trả đã tới rồi. Israel sẽ biết điều này. Kẻ tiên tri là khờ dại, người có thần linh là điên cuồng, vì tội ác tày trời của ngươi và lòng hận thù của ngươi quá lớn. Nhà tiên tri cùng với Đức Chúa Trời của ta là người canh gác Ê-phra-im. Nhưng bảy lưới răng của mọi lối của ông, lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình. Chúng chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Gibea. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng. Ta đã gặp Israel như gặp chùm nho trong hoang mạc. Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái đầu mùa trên cây vả tơ. Nhưng chúng đã đến ba anh Phê-ô, dâng mình cho vật đáng xấu hổ và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu. Vinh quang của Ê-phra-im sẽ bay đi như chim, không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa. Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái, ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Thật khốn nạn cho chúng khi ta lìa bỏ chúng. Ta đã thấy Ê-phra-im như thành Ti-rơ được trồng trong đồng cỏ. Nhưng nay Ê-phra-im phải đem con cái mình nộp cho kẻ sát nhân. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng. Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sinh non và những vú không có sữa. Mọi gian ác của chúng đều ở ginh ganh. Tại nơi đó ta ghét chúng vì những việc làm gian ác của chúng. Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà ta. Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa. Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội. Ê-phra-im bị đánh, rễ nó đã khô. Chúng sẽ không còn sanh ra trái nữa. Dù chúng có sinh con, ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang. Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng vì chúng không nghe lời Ngài, và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước. Chương 10. Sự phán xét dành cho Israel. Israel là một cây nho tươi tốt, sinh ra bông trái. Nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy. Đất nước nó càng hưng thịnh, nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn. Lòng của chúng phân hai, bây giờ chúng phải bị định tội. Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ và phá hủy các trụ thờ của chúng. Bây giờ chúng sẽ nói, chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta? Chúng nói những lời trống rỗng và thề dối khi lập sao ước, cho nên sự tranh tụng nảy nở như cỏ độc trong các luống cày ngoài đồng ruộng. Dân cư Samari sẽ lo sợ cho những bò con của Beth Aven. Dân chúng sẽ khóc than cho nó. Bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc vì vinh quang của nó đã biến mất. Chính nó cũng bị đem qua Assyri triều cống cho đại vương của nước này. Bấy giờ Ê-phra-im sẽ xấu hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mưu đồ của mình. Vua Samari tiêu tan như bọt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven, tức là tội lỗi của Israel, sẽ bị phá hủy. Gai góc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói với các núi rằng, hãy bao phủ chúng tôi, và nói với các đồi rằng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hỡi Israel, từ ngày Gibea ngươi đã phạm tội rồi. Chúng đều đứng ở đó. Lẽ nào chiến tranh không đuổi kịp con cái của sự gian ác trong Gibea sao? Ta đã quyết định trừng phạt chúng
các dân sẽ tập hợp để chống lại chúng khi chúng bị trừng phạt vì hai tội đã phạm. Ephraim như bò cái tơ thuần thục, ưa thích đạp lúa, nhưng ta đã để dành các cổ béo tốt của nó. Ta sẽ đặt ách trên Ephraim, Giuđa sẽ cày và Jacob sẽ tự bừa đất. Hãy gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ, hãy vỡ đất mới. Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự nói dối, vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối mình và muôn vàng dũng sĩ của ngươi. Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi, và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như Saman đã hủy phá Bết Aven trong ngày tranh chiến, ngày mà các bà mẹ bị dập nát với các con mình. Hỡi người Bê Tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi, vì sự gian ác của các ngươi quá lớn. Vừa khi hừng sáng, vua Israel sẽ bị tiêu diệt,